hãy nhìn vào mấy con vật quý hiếm này đi. Đây là những sinh vật cực kỳ quý hiếm mà chỉ có mấy bố lắm tiền nhiều của mới mua được. Đặc biệt hơn là nó còn được xếp vào danh sách các loài vật được bảo tồn có nguy cơ bị cho lên nồi. Mấy anh chị Tây Ba Lô này hôm nay sẽ làm ra những hệ sinh thái bên trong một chiếc hồ bơi để cho tụi thú cưng của mình ở. Nói đúng hơn thì đó sẽ là một căn villa 400 củ của riêng tụi nó. Hãy cùng tôi đi xem xét quá trình làm ra hệ sinh thái của tụi nó xem có đẳng cấp hơn cái đáy xã hội không nhé. Đây là chị Tám ở cuối xóm, bạn thân của anh Bảy và anh Hao Néo. Vì là cái xóm độc lạ nên mỗi người sẽ có mỗi sở thích. Và nhân dịp gặp chị Tám thì chị ấy sẽ tạo ra một hệ sinh thái cho những chú kỳ nhông Axolotl của mình. Đây là một cái bể nước bình thường và bên trong là một chú kỳ nhông rất thú vị. Chiều dài của nó lên đến 12cm. Nó có một màu trắng đỏ rất dễ thương và cực kỳ thú vị. Không chỉ có mỗi một bé kỳ nhông này mà cô ấy còn có rất nhiều những con kỳ nhông khác đầy đủ sắc màu. Và kích thước của những chú kỳ nhông này rất đa dạng. Nhìn mấy chú kỳ nhông này giống như mấy con nòng nọc mọc chân vậy. Một bé kỳ nhông như thế này thì tương đương khoảng vài triệu tiền Việt Nam. Nhưng nếu biết được chỗ mua rẻ thì chắc chắn là lừa đảo. Khi ở trong nước thì tụi nó sẽ bất động như thể một cục đá vậy. Còn nếu chán quá thì nó sẽ bơi vòng vòng cho đỡ chán cái thân hình mập địt của mình. Lúc còn bé mới đẻ ra thì tụi nó sẽ đi thành đàn và có đến vài ngàn con kỳ nhông như thế. Chị Tám thường xuyên mang đến thức ăn yêu thích của tụi nó. Những con trùng được thả vào và bị nó đớp như cá tra đớp cớt vậy. Cảm thấy ở nhà mình nuôi nhiêu đó kỳ nhông vẫn chưa đủ đã cái nư của chị Tám. Nên cô ấy đã mua thêm một bé kỳ nhông nữa để bỏ vào bộ sưu tập của mình cho nó xịn sò con bò. Chú kỳ nhông này khi mua về sẽ bỏ vào nước cũ lẫn nước mới cho quen với môi trường xung quanh. Nhìn kỹ thì nó có một màu sắc cực kỳ nam tính. Nhìn vào cái mặt đần thối của nó là cũng biết tính cách nó thế nào rồi. Bây giờ nó sẽ được ở tạm trong hồ và chờ cô gái thiết kế hệ sinh thái mới cho tụi nó. Những lớp kinh mới sẽ được lột ra và kết nối với nhau bằng keo tạo thành một cái hộp. Sau đó chị Tám sẽ cho một tô cắt trắng vào bên trong trải đều ra. Thứ tiếp theo được bỏ vào là gỗ trang trí và những cây rêu xanh tươi như gái 18. Cuối cùng là nước và cái máy tạo oxy cho kỳ nhông dễ hô hấp. Chứ mà không có là nó sẽ bị hô xong chờ đem đi hấp rồi ăn thôi. Chị Tám sẽ thả những chú cá vào bên trong để thử xem nước đã được chưa. Khi quan sát nước dưới kính hiển vi thì thấy được một sinh vật có tên là ấu nước. Như thế là nước đã được an toàn và chị ấy khá yên tâm rồi. Sau đó thì chị ấy lại cho chú kỳ nhông mới mua của mình ăn trùng. Cảm giác một cái hồ nhỏ vẫn chưa đủ nên chị Tám lại thiết kế ra thêm một cái hồ to hơn nữa. Lần này thì chị ta làm nó thành một cái khung gỗ khá lớn để chống. Còn phần hồ kính thì sẽ dài hơn 1 mét và có thể đặt một người trưởng thành vào trong luôn. Nhưng dường như chị ta đã tính toán sai lầm khi cắt quá ít. Còn những cục đá thì quá nhỏ để decor. Nhưng không sao hết, với một trí tuệ siêu phàm cùng với độ tài lanh tài lẹt của mình, đậu xanh cái bà chị này lại phủ khăn lên cái đống đá thấp kia và sau đó đặt những cục đá khác xung quanh cho nó trở nên to lớn hơn. Với cái đam mê trồng cây trồng hoa, thì ông cu con này đã quyết định đưa nguyên cái thiên nhiên hoang dã vài cái hệ sinh thái của mình tạo ra. Khi đã thiết kế xong cái hệ sinh thái vãi cả đái của mình, thì chị Tám bắt đầu cho mấy bé sinh vật kỳ lạ vào trong. Đây là những con bò sát gì đó mà tôi không biết tên, nhưng chị Tám nói nó là con bò sữa thì tôi đến ạ bà luôn. Có con bò sữa nào độc lạ bình dương như thế này không chứ? Sau khi đã làm xong thì chị Tám lại muốn thiết kế cho nó thêm phần thiên nhiên hoang dã hơn nữa. Nên cô ấy đã nhờ chồng của mình làm ra một cái thác nước đi động. Nhưng mà người ta hay bảo nhiệt tình cộng thêm ngu dốt sẽ ra phá hoại. Nước sau khi làm xong thì khởi động lên nó đã bắn tùm lum như vòi rồng. Người ta thiết kế cho nước chảy nhẹ nhàng tao nhã. Còn cha nội này thì thiết kế nó bắn tùm lum mới chịu. Sau một hồi làm việc tìm cách chế tạo thì chị Tám đã làm xong thiết bị tạo nước và một cái máy phun sương nữa. Đỗ ngập nước vào trong thì nhìn nó cứ như một hòn đảo bị nhấn chìm vậy, rất chi là thú vị luôn. Tiếp theo thì chị ấy sẽ thả những bé tôm vào trong để nuôi. Chờ mấy con tôm này lớn lên là đem đi hấp nước dừa nhậu một bữa là đã cái nư liền. Bé kỳ nhông cũng được thả vào trong để ở. Cái biệt thự chị ta làm ra quá lớn khiến con kỳ nhông bàng hoàng ngơ ngác bật ngửa luôn. Nhìn nó không khác gì cái đảo rồng ở trong game. Ông nào dư tiền thì làm cho em ình một cái để vui nhà vui cửa nhé. Như mọi người đã biết hoặc chưa biết thì cũng kệ mọi người. Ở sa mạc là một vùng đất khô cằn và chỉ toàn cát và cắt. Nếu ngoài cát ra thì chỉ có đá và mấy cái cây xương rồng thôi. Nhưng vẫn có những sinh vật sống vẫn đang ở sa mạc sinh tồn trong thời tiết khắc nghiệt đó. Và anh Bảy là anh của chị Tám hôm nay sẽ mô phỏng lại cái sa mạc đó bên trong một cái bể cá. Nhưng muốn làm được cái sa mạc mini thì phải cần dùng đến cát và những viên đá nhỏ. Với trình độ là anh trai của chị Tám thì việc này nó dễ như ăn bánh vậy. Ông cháu rất nhanh đã có thể kiếm ra cát và đá bỏ vào bên trong. Để nhìn cho nó giống hơn thì anh ta còn trồng thêm mấy cái cây xương rồng cho nó mát mẻ nữa. Nhưng đen như chó thế nào ổng lại bị gai đâm vào tay. Nhìn thôi mà đã thấy thốn vãi cả lòng luôn rồi. Nhưng không sao, vết thương ngoài da sẽ lành lại, còn vết thương trong lòng thì vẫn sẽ ở đó. Không lòng vòng như Hải Phòng nữa. Thì chưa đến một phút anh Bảy đã có thể làm ra được một cái hệ sinh thái sa mạc nhỏ nhắn xinh xắn rồi. Nhìn nó còn xịn sò con bò hơn cái sa mạc ở ngoài đời nữa. Bây giờ sẽ đến phần thả thú cưng vào bên trong. Những loài vật sống ở sa mạc thì sẽ có đầu tiên là mấy bé bọ này. Nhìn nó giống con bọ bựa của chị Tám. Chắc là do ông anh này ăn trộm đây mà. Loài này thì là một loài sinh vật họ nhà sâu.
nhưng được cái tuổi đời nó sống dài hơn đỉa nên thường sống ở nơi khô cằn như sa mạc. Ngoài ra thì còn có cả những con bọ cánh cứng con nữa. Mấy con này mà đem lên xào lăng là ăn tốn cơm lắm nè. Bạn nào ăn không tôi chia cho ít về ăn cho thơm mồm bổ phổi. Vừa thả vào thì tụi nó liền di cư khắp nơi trên sa mạc. Mấy ông cháu này rất nhanh đã xâm chiếm toàn bộ đất, nhưng tụi nó sẽ phải trả giá vì tiếp sau đây anh Bảy sẽ cho vào một chú bọ cặp. Sau vài ngày thì những con bọ vằn đã sinh sản rất nhiều và chiếm một nửa diện tích cái bể. Bọn bọ cánh cứng ẩu trùng cũng không chịu thua khi mà ngày nào cũng đi vòng vòng kiếm thức ăn. Anh ta thử thả một con bọ vằn vào trong để xem thử, thì rất nhanh ấu trùng bọ cánh cứng đã liên tục đi đến chia năm xẻ bảy. Đứa thì xin cái chân, đứa thì xin đầu, đứa thì lại xin cái mình. Chết rồi mà cũng không yên cái thân xác nữa. Cảm giác cái bể này chỉ có hai loài đó thôi thì quá chán nản, nên là anh Bảy đã thả một bé bọ cặp Ấn Độ Cutefo Maique vào trong. Đây là một loài bọ cặp sống ở sa mạc nóng nhất thế giới. Nhìn vài cái đuôi có nọc độc và cái thân hình cường tráng thì cũng biết nó ghê gớm cỡ nào rồi. Vừa được thả vào trong sa mạc nhỏ này thì nó liền tự tin tuyên bố rằng đứa nào giỏi thì bá vô đây mà nút. Với cái con mắt nằm trên lưng cái chiếc đuôi sắc nhọn, nó tự tin cần cả lò nhà bọn ấu trùng và bọ vằn. Vừa mới vào trong thì bọ cặp liền giở thói côn đồ bắt lấy một con ấu trùng đang tiến hóa. Thôi thì dù gì cũng bần cùng sinh đạo tặc. Khi màn đêm buông xuống thì trong chiếc bể thì bọ cặp lại phát sáng như mấy cái đèn trong ba. Cái thân hình dạ quang này mà quẩy Vinahow thì hết bài luôn. Ai biết chỗ mua con này không chứ, dạo này hay cúp điện quá. Mua về bị cúp điện thì đỡ phải đi tìm đèn pin rồi. Con bọ cặp này quá là bố đời đi. Bao nhiêu con ấu trùng mà gặp nó thì cũng coi như thành bữa ăn hết. Nên anh Bảy quyết định tìm thêm nhân tài mới để đấm nhau một một với bọ cặp. Đây là mấy bé bọ bình thường nhưng lại rất là bình dương. Nhìn tụi nó có kết cấu rất đơn giản như đang giỡn vậy. Nhưng mà đừng nhìn vào bộ dạng của nó mà đánh giá nhé. Nhìn thế thôi chứ mà nó bật chức năng lên là bắn tùm lum liền. Khi thả nó vào hồ thì chú bọ rất hiên ngang đi xung quanh như thế trái đất này là của bố mày vậy. Bọ cặp thì đang ngồi trên cao quan sát xem mấy thằng trẻ trâu này làm gì. Khi con bọ tiến lại gần chỗ con bọ cặp thì bọ cặp đã lùi lại vài bước. Bình thường thì hổ báo cáo trồn lắm mà nay sao ông cháu lại rén thế nhỉ? Tối đến anh Bảy bắt đầu phun sương tạo mưa và sấm chớp để hù lũ côn trùng bên trong. Đậu xanh ổng còn ác hơn khi cho một cơn mưa như thể lũ miền Trung. Sáng hôm sau thì mọi thứ lại trở lại bình thường. Những sinh vật cũng bắt đầu ra ngoài kiếm thức ăn và cái cây khô cằn kia cũng đã bắt đầu nở hoa sinh lá. Đây là những hạt đậu này anh ta sẽ thả vào bên trong. Nếu đã biết thì bên trong hạt đậu này chứa một con ấu trùng ký sinh bên trong. Tụi nó sẽ khoét một cái lỗ bên trong và ở trong đó. Nếu lúc nào rảnh thì tụi ấu trùng sẽ mở nhạc và quẩy Vinahow. Nó cũng không nhỏ nhắn đâu nhé. Thay vào đó là mập như heo. Ngoài mấy con vật này ra thì anh Bảy đã thả thêm vào hồ những con cá gì đó rất kỳ dị. Có cái phần đầu giống mai của con sam, thân hình nó có 7 sắc cầu vồng. Tụi nó sẽ sống ở chỗ nước bị ngập lúc trước và sinh sôi nảy nở. Dân cư lúc này đã khá là đông đúc rồi, nên anh Bảy sẽ thả thêm một chú tắc kè gai vào bên trong. Đậu xanh chưa gì mà nó đã dở cái thói thèm ăn của mình ra rồi. Nhưng suy nghĩ lại thì nó quá là lớn nên thôi. Hệ sinh thái sa mạc bây giờ đã có hầu như gần đủ các loài sinh vật rồi. Chắc tụi nó sẽ yêu thương lẫn nhau sống như một đại gia đình Vinaphone vậy. Video đến đây cũng đã kết thúc. Nếu thấy hay hãy theo dõi tôi để đón chờ những video tiếp theo nhé. Bye bye!